lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi may mắn hơn người trong ngày thứ tư này sẽ là tuổi Sửu, tuổi Thìn và tuổi Thân. Để biết vận trình của bạn hùng cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 12 tháng 5 năm 2021 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, xem tử vi hôm nay được tam hợp trợ mệnh, mọi mưu sự của người tuổi Tý trong ngày này dễ dàng đạt được thành quả như mong đợi. Bạn sẽ nhận được không ít lời khen ngợi của đồng nghiệp và cấp trên về sự thể hiện của mình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thương quan chính là lời cảnh báo con giáp này chớ lơ là chủ quan trong bất cứ tình huống nào. Chỉ cần để xảy ra một sai sót nhỏ, mọi cố gắng của bạn sẽ tan thành mây khói. Ngũ hành kim sinh thủy, nhân duyên khởi vượng, người độc thân có thể nhận được không ít lời tỏ tình của người khác giới trong khoảng thời gian này. Hãy cảm nhận sự chân thành của đối phương và sớm tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, cẩn trọng trong hành động, chớ để xảy ra sai sót đáng tiếc. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, công việc hành thông, mưu sự dễ thành. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, nên chú ý đến dưỡng sinh cho cơ thể để đề phòng tránh bệnh tật. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, tình cảm lứa đôi thêm nồng nàn, ấm áp. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, chớ chủ quan trong bất cứ trường hợp nào. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tương, trắng, đen, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, có trinh ấn ở bên trợ mệnh, người tuổi Sửu trở nên tự tin hơn vào chính bản thân mình. Bạn không ngần ngại thể hiện những khía cạnh hoàn toàn khác biệt của bản thân cho mọi người xung quanh. Đó chính là lý do có được phát triển sự nghiệp của con giáp này mới thanh thang rộng mở đến vậy. Bạn sẽ chẳng còn phải lo lắng về chuyện thăng tiến trong thời điểm này nữa. Chỉ cần bạn hoàn thành xuất sắc mọi việc thì cơ hội tiến thân của bạn sẽ đến ngay trong tầm mắt. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy dần trở nên hài hòa hơn trong ngày thổ sinh kim này. Những hiểu lầm dần được gỡ bỏ, hai người dành cho nhau những lời chia sẻ chân thành để cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, thời tiết thay đổi khiến sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng ít nhiều. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, sự tự tin chính là chìa khóa giúp bạn tiến gần hơn đến thành công phía trước. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, không có quá nhiều vấn đề phải lo lắng về sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, tình cảm gia đình hạnh phúc hài hòa khiến ai nấy cũng phải ghen tị. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, đừng ngại thể hiện mình trước đám đông mà sẽ sớm nhận ra cơ hội tỏa sáng cho mình. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tương hồng, vàng, quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, trong ngày hôm nay, cục diện dần thần tương xung sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ đến vận trình của người tuổi Dần. Các mối quan hệ xã hội của bạn trở nên rời rạc và có đôi chút căng thẳng khi nảy sinh những bất đồng tranh cãi không đáng có. May mắn được thiên tài ghé thăm, vận trình tài lộc của con giáp này trở nên tăng tiến không ngờ. Nguồn thu nhập phụ của con giáp này cũng tăng lên nhanh chóng, đó có thể là nhờ các trò may rủi hay bạn được ai đó cho tặng tiền bạc. Tiếc rằng chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được như mong đợi trong ngày kim khắc mộc. Có lẽ bạn cần ai đó để tâm sự và chia sẻ những gánh nặng này, đừng giấu mãi trong lòng như thế nữa. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, vận tài lộc tăng tiến bất ngờ. Tử vi tuổi Bình Dần, hỏa, các mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình trở nên khó chịu hơn. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, nguồn thu nhập phụ gia tăng đáng kể. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, tình cảm gia đình thiếu hòa hợp, vợ chồng tranh cãi liên miên. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, sức khỏe cũng chính là vốn quý của mọi người. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tương, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. Tử vi tuổi Mão, xem bói tử vi, các thần chính tài sẽ đến bên và mang đến cho người tuổi Tỵ không ít cơ hội phát tài trong ngày hôm nay.
Với số tiền thu được, chắc chắn bạn sẽ có thể cân nhắc đầu tư vào những hạng mục thích hợp. Ngũ hành, kim, mộc, xung khắc có thể ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của bạn trong những ngày này. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, cơ thể của bạn khi ấy mới có thể nhanh chóng hồi phục được. Mối quan hệ giữa bạn và mọi người xung quanh cũng không mấy tốt đẹp, đôi bên vì khăng khăng mình là đúng nên không ngừng tranh cãi. Các ai nên ngồi lại và lắng nghe chia sẻ, từ đó mới có thể thấu hiểu và đồng cảm cho nhau được. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, cơ hội phát tài tìm đến, đừng bỏ lỡ dễ dàng. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, cân nhắc cẩn trọng trước khi chi tiêu. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, sức khỏe giảm sút đáng kể nên quan tâm nhiều hơn đến bản thân. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, người độc thân vẫn chưa có cơ hội thoát ế. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Tử vi tuổi Thìn, Thìn thần bán hợp mang đến cho người tuổi Thìn không ít tin vui trong ngày thứ tư này. Dù là người đang đi học hay đã đi làm, cơ hội đạt được thành tích cao và ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh. Lại thêm thiền ẩn giúp sức, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này cũng trở nên hanh thông hơn cả. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ hay nghề tự do thì sẽ nhận được sự quan tâm và những lời khen ngợi không phải ai cũng có được. Ngay thổ kim tương sinh, với sức hút riêng của mình, con giáp này nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ những đối tượng khác giới. Bạn có thể sẽ sớm tìm được một nửa dành cho mình trong khoảng thời gian này. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, đừng bỏ lỡ cơ hội phát triển của bản thân. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, người độc thân có cơ hội thoát ế. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, đừng chủ quan mà lơ là, sao nhãng công việc. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, những thành tích mà bạn đạt được rất đáng khen ngợi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, tình cảm gia đình ấm áp, hạnh phúc không ngờ. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp được lục hợp che chở, những kế hoạch của người tuổi Tỵ đang diễn ra theo đúng như những gì mà bạn mong đợi. Việc hợp tác làm ăn cũng trở nên thuận lợi đến không ngờ. Tuy nhiên, thiên quả xuất hiện nhắc nhở bạn cần phải cẩn trọng đề phòng kẻ tiểu nhân ẩn mình trong bóng tối, chỉ chờ cơ hội bạn để lộ sơ hở. Trong bất cứ hành động hay quyết định nào, bản mệnh cũng chớ được lơ là chủ quan. Tình cảm lứa đôi vì thiếu sự quan tâm may càng trở nên xa cách hơn, có lẽ cả hai nên dành nhiều thời gian hơn để ở bên nhau, cùng nhau hâm nóng lại tình cảm thêm nồng ấm. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, tình cảm gia đình thiếu đi sự hài hòa vốn có. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, công việc tiến triển theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, cẩn thận đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, các cặp đôi nên dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, sức khỏe không có nhiều biến động. Con số may mắn 6, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, xem tử vi hàng ngày có chính quan giúp sức, người tuổi Ngọ đang theo đuổi công danh sự nghiệp hay học vấn sẽ đón tin vui về tới tấp trong những ngày này. Những thành tích bạn mang về chính là minh chứng rõ ràng cho năng lực đáng gờm của bản thân. Tinh thần trách nhiệm của bạn cũng là một điểm mạnh mà cấp trên dễ dàng nhìn ra. Đây chính là một trong những yếu tố giúp con đường thăng tiến ngày càng rộng mở hơn. Hãy chờ đợi tin vui đến với mình trong thời gian tới. Còn giáp này cũng đừng chủ quan mà bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể trong ngày hỏa kim xung khắc. Sức khỏe của bạn có thể bị ảnh hưởng khá nhiều khi những ngày thời tiết nóng nực hơn như thế này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia không mấy tốt đẹp. Tử vi tuổi Bình Ngọ, Thủy, đón tin vui bất ngờ về công việc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, sức khỏe rất đáng cần lưu tâm. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, tinh thần trách nhiệm được đánh giá cao. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, luôn nỗ lực, thành công rồi sẽ đến. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường hồng, cam, quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Mùi,
Tử vi hôm nay nhận thấy chính ấn xuất hiện trong vận trình của người tuổi Mùi, giúp cho con giáp này thêm tự tin vào năng lực của chính bản thân mình. Bạn dễ dàng hoàn thành mọi việc được giao mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của bất cứ ai. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà trở nên bảo thủ và cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Hãy học cách sống khiêm tốn và hài hòa hơn, những cơ hội phát triển sẽ đến với bạn sớm. Ngày ngũ hành thổ kim tương sinh, đào hoa khởi vượng, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp dành cho mình trong khoảng thời gian này. Hãy cho đối phương cơ hội để cùng tìm hiểu thêm về nhau, đừng vội vàng từ chối nhé. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim không có nhiều cải thiện về mặt sức khỏe. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, tình cảm lứa đôi ngày một nồng nàn, thắm thiết. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, đừng quá cố chấp, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, tự tin vào năng lực, công việc sẽ nhanh chóng hoàn thành. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, hãy khiêm tốn và học hỏi mọi người xung quanh. Con số may mắn 7, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ ngọ, mão, hợi. Tử vi tuổi Thân, xem tử vi phương đông, người tuổi Thân trở nên để bản thân xao nhãng và vướng vào những tranh đoạt trong ngày Tỵ Kiên chiếu mệnh. Những rắc rối tìm đến có thể khiến cho mọi cố gắng của bạn trở thành bong bóng xa phong. Tốt nhất, bản mệnh nên tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc của bản thân. Hãy nhanh chóng hoàn thành những mục tiêu mà bạn đã đề ra từ trước đó. Bạn sẽ có được sự chú ý của cấp trên nhờ vào chỉ những thành tích mà mình đã tạo ra. Trong ngày kim khí vượng như thế này, bản mệnh nên đặc biệt chú ý hơn đến việc dưỡng sinh cho cơ thể, đề phòng các bệnh liên quan đến dạ dày, đường ruột hay bệnh về đường tiêu hóa. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, chứng minh năng lực của bản thân bằng những thành tích đạt được. Tử vi tuổi Bình Thân, hỏa, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình nhiều mâu thuẫn bất hòa. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, tập trung toàn lực vào công việc, thành quả thu được sẽ tốt đến không ngờ. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, đừng để bản thân vướng vào những thị phi không đáng có. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, nên chú ý hơn đến việc dưỡng sinh cho cơ thể. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường xám, ảnh kim, quý nhân phù trợ Thìn, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, nhờ ảnh hưởng của cục diện Thân Dậu tương hội, con giáp tuổi Dậu sẽ nhanh chóng tìm ra lời giải đáp cho những vướng mắc của mình trong công việc. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bạn những cơ hội hợp tác đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, bản mệnh cần cẩn trọng hơn với những quyết định liên quan đến tiền bạc trong ngày kiếp tài chiếu mệnh. Đừng dễ dàng tin vào lời của bất kỳ ai mà để tiền bạc của mình rơi vào tay của kẻ khác. Trong ngày này, vị trí của tài thần ở hướng đông nam phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay sát bột và bếp lò. Do đó, bản mệnh không nên lùi tới tiếp xúc nhiều hay dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo tại nơi này. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, có cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, cần quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, quý nhân trợ vận, công việc thuận lợi hơn hẳn. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, cẩn thận tiền mất tật mang khó tránh. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, đừng dễ dàng tin vào lời của bất kỳ ai. Còn số may mắn 9, 0, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, có quý nhân tam hội ở bên trợ giúp, con đường công danh sự nghiệp của con giáp tuổi Tuất trở nên hành thông thuận lợi hơn hẳn. Cấp trên sẽ sớm giao cho bạn những trọng trách mới khi nhận ra được năng lực hiếm có của bạn. Chưa kể, sự xuất hiện của thiên ấn còn giúp cho bản mệnh có cơ hội tỏa sáng trong tập thể. Sự linh hoạt và khéo léo đã giúp bạn mang về những thành tích đáng kể, ghi dấu ấn đặc biệt trước mọi người. Kim sinh thổ, người độc thân có thể nhân cơ hội đào hoa khởi vượng như thế này để bày tỏ lòng mình với đối phương. Chắc chắn bạn sẽ nhận được những lời hồi đáp mà bản thân luôn mong đợi bấy lâu. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, hãy tự tin tỏa sáng với năng lực của chính mình. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, người độc thân hãy bày tỏ lòng mình, cơ hội kết đôi rất cao. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, bồi bổ cơ thể để tăng cường sức đề kháng cho bản thân. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, luôn nỗ lực để hoàn thành mọi công việc được giao. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, con đường phát triển thêm phần hành thông thuận lợi. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ,
màu sắc cát tường, nâu, vàng, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Tử vi tuổi Hợi. Xem tử vi hàng ngày, cục diện thần hợi tương hại, ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Hợi trong ngày thứ tư này. Điềm báo sự xuất hiện của kẻ tiểu nhân sẽ khiến cho bạn lâm vào tình cảnh khốn khó. Hãy luôn cẩn trọng trong từng hành động của mình, đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào, tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng, hạ bệ bạn. May mắn là có thực thần ghé thăm, cơ hội kiếm tiền có thể xuất hiện ngay trước mắt con giáp này. Đừng chần chừ mà bỏ lỡ mất thời cơ này một cách đáng tiếc. Bạn có thể thu tiền về đầy tay một cách không ngờ. Sức khỏe của bản mệnh cũng có dấu hiệu tiến triển tích cực trong ngày thủy kim tương sinh. Hãy tiếp tục duy trì chế độ, ăn uống, sinh hoạt và tập luyện điều độ, bạn sẽ chẳng phải lo thêm phiền về bệnh tật nữa. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, cẩn trọng trong từng hành động, kẻo vướng họa tiểu nhân. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, tình cảm gia đình ấm áp, cha mẹ con cái thuận hòa. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, kẻ tiểu nhân rình rập, tìm cơ hội hạ bệ bạn. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, sức khỏe có tiến triển tích cực. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, cơ hội kiếm tiền xuất hiện, đừng bỏ lỡ. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen, quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần. Đánh giá tử vi thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021 của 12 con giáp. Con giáp nào sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi suôn sẻ trong ngày hôm nay? Đó có thể là con giáp tuổi Thìn hay tuổi Tuất. Con giáp nào khó tránh khỏi rắc rối thị phi trong ngày thứ tư này? Đó có thể là con giáp tuổi Thân hay con giáp tuổi Tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.